đều như này. Em vào cùng một số trang ban bài thì người ta có ý thức câu chuyện là anh phải thay đổi như này này. Người ta đã chắc lọc cái theo ý tưởng của ta rồi, chuẩn bị ra rồi, anh đòi sửa theo cách là thay thế từ đấy nó hơi khô. Và cái thời gian làm sao anh hiểu được cho nó chắc lọc và đấy. Cho nên cái từ điển của nó là bây giờ mình viết chính tả, mình không nói đúng sai mà mình chỉ cần biết là thế này, cái từ điển là quy ước chung. Quy ước chung của tất cả những người tức là trong một cái. Nhiều lúc cấu này chồng thẳng cái lúc này nó rơi vào. Cái rượu vang này ấy, nếu mà dựng thẳng nó có bị khô, mình mà mình xoáy chưa hết của nó bị vỡ. Thế nên người ta phải nó nhà rượu vang này nghiêng để lúc nào cái rượu nó cũng là nó bị mất khô. Rơi ra thì nó không bị khi mình vào nó trộn mấy con ngựa đấy. Cái tính của nó còn tăng thì nó bị vỡ. Thế nó bắt dựng thẳng lên này thì để tại vì rượu cũng không phải đúng lúc nào mình uống ngay đâu, để có thể hàng mấy năm sau thì cái bắp bảo bị khô. Mà bắp mà ngoài nó chọc vào một lửa nó làm sân bay thì nó sẽ bớt cái đấy, nó sẽ còn lại ở dưới. Thế nên phải tham bắp đấy, rượu vang người ta phải đặt ở nghiền, ở nghiền ở đâu ở tủ rượu để cho cái bắp nó lúc nào cũng ướt đấy. Ok, tôi giúp rất khó không ạ? Không,
cái này khó lắm. Phải dùng cái phương tiện như này thì còn nếu mà dùng cái xoáy mở đứng giường là nó phải trường khô đây là nó vỡ. Mấy lần nào đến đâu là đến Covid đấy là. Vâng. Nó mà hai tuyển tiếp là tiếp tặng ông. Không không tôi phải mang lên đây. 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 Cái hộp có một chai của nhà khách thì nó có một cái này, một chai thôi nhưng mà có một cái này, có nghĩa là không có rồi mà nó bán theo một chai có một cái này. À thế à? Chai gì ạ? Chai gì? Chai cái mở một chai rượu thì có một cái mở, có một cái lớn rồi hay quá nhỉ? Nó đóng cái cáp, có nghĩa là lọc cho nó dùng để cho cáp còn nói như này thôi. Đây là rượu của mình chi lê. Đây, không biết cái rượu này. Được cái rượu nhà này là ngâm mấy năm rồi. Dạ thế ạ. Nên uống với chú bia uống rượu nào. Uống mà nó đặt rượu cầu kỳ lắm. Bia thì thôi, bia. Rượu nhá. Đấy, đặt cái rượu đấy. Vâng. Nhà này là cứ có ai uống đâu. Vâng. Ai mà đi mua nó cứ cân ở đấy. À. Nó quả tháng một chai nhá. Một cái mở nhá. Một cốc cốc nhá. Rồi. Trong chai đấy, trong đâu có thể có thế đâu mà đấy, có đây nước dừa đấy, đấy, có đường dừa cho nó thoải mái, nó nghĩ là nó tất cả các cái gì cũng gửi nó ở sân bay nó đưa về hết, trong đời còn những cái gì đấy tôi nhận biết, tôi biết, không biết, nó là cái nút anh mở cái ra thì để có cái này à, rồi lần thì có nút mà nút vào đấy chứ, để nút hết đâu, ở đây nào biết được ông nào biết chứ. À đúng rồi, ông tài là cái người miêu tả một trận đánh hoặc là một buổi hành quân, quý lồng cái thêm một số cái để làm sao người đọc có xúc động. Vâng, vì thế này, và ở đây cũng phải là tôi là người viết viết báo, là người viết. Là tôi cũng là việc kinh nghiệm tôi bao giờ nhìn thấy vẫn nghe. Vâng, nói thật thế này. Vâng. Tức là anh viết thế nào đó, anh phải lồng cái ở đây xin phép là tôi không nói chị nhé. Anh phải lồng cái suy nghĩ của anh vào, anh phải cảm giác là có gì hôm nay nó đói cả đơn vị mà lại 30 thằng mà lại chỉ có 5 cân gạo thì nó đói thế nào, anh phải tả cái đói ấy. Rồi khó đúng không ạ? Thì người đọc tôi xin lỗi, 30 thằng mày có 5 cân gạo tôi khóc ngay, tôi khóc ngay luôn. Tôi nhớ mãi là cái thằng sai của thằng đó. Nên cảm xúc của cái đọc cái thằng của sai là lúc đấy hỏi cũng như là hai đặt cái có một cái chuyện mà đang còn kỷ niệm về miền Tây và đưa cái cố gắng là mình đưa cái cảm nhận thêm một số nữa vào thì mới hiểu được cái xưa đấy, thì mình hiểu ý đó, cái nhìn cái quan sát của cá nhân xưa cái sự việc xưa xảy ra cái thằng ở xanh tức như là nếu mà mình nhảy vào hay chẳng biết người ta phải tối kỵ cái này, ví dụ thằng bác nói là tôi nghe nó quy bạn tôi cái những bài viết của em vẫn là sơn ca. Vâng, thế em mới chủ yếu là em để mong được tỏ lời của dung để cho hình thành một cuốn sách hoàn chỉnh đã. Sau đó mình nguyên lục lại lật lại đầu chỉnh sửa từng chương từng một từng giai đoạn theo như bác nói. Với lúc này em mới đưa lên nó là nhà không phải phát thảo gì
thì nghe nó lai pháp cộng lắm, nó là những kiểu nhà lai pháp đưa ra khỏe tạng tức là cái như thế, sau đó buông lại và trận đặc và đối chọn với lực lượng nào đấy là đám đưa lên để cho những người người ta đọc người ta có ý để tổng kết sau khi hoàn chỉnh rồi còn phải đọc lại bài theo từng bài rồi chỉnh lại mở rộng thêm đó. Cậu ba là cái gì? 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 Cậ
thời gian, chứ không phải mình lúc là mình có tính không đi nữa đi, đi tiếp nữa đến cái cổng ta để ghi lại. À, đi thẳng đi lại trước, đi trước đó là ba anh nghĩa chàng đấy ghi lại chân thật này giờ là đến cổng ba đấy, phải giống nhau mà. Rồi xong rồi mình chú tổng lại rồi xong rồi rồi ghi ra một nghìn bài rồi chú in bản thảo đấy. Thế là cổng ba là qua cái nghĩa chàng đi thẳng là nhà bao nhiêu là đến mở 169 Phúc Lộc. Đường vẫn là tốt, chỉ có hai cái đi bộ ta tới tới đình vị trí mất xa là gần đất rồi, đình vị trí sẽ tổng được rồi đấy, đi làm công chính của đấy nữa thôi. Qua cái nghĩa trang là đến 63 1959 B1 thế thì tôi lại xin phép này, hình như là bạn chưa có quyền nào không chấp nhận quyền kia thì có rồi, quyền này có rồi. Em chưa nhận được một quyền nào của bác tặng cả. Không có. Thực ra lại mặc dù là nghỉ không làm nhưng lại còn rất nhiều việc liên quan đến sống cả những mấy như một tuần nay là em không đọc không biết được từ nào luôn, mình đang chi phối chứ mà phải biết sự việc hay quá ở ngoài cuộc sống. Thế còn bác là yên tâm, bác nghỉ ngơi hẳn rồi. Bé đã lại thư mà con là đã thành đạt cái yên vị rồi, nhưng em vẫn còn những cái việc đó, nó vẫn còn chi phối rất nhiều trong cuộc sống này. Tôi xin lỗi nhé. Nếu như nói thế thì tôi còn phải chi phối, xin lỗi công việc còn gấp hai lần. Đúng một tuần này không sợ, không định biết một cái gì, không thể biết nổi. Rồi sau này thì giống như ông Lương Ngọc kia đang bận cho cháu, nấu bột cho cháu để bà cho ăn đi. Rất muốn biết mà biết là này phải gấp à? Mình đang là... Để khi gặp được cái gì? Lưỡng chung này nhớ quá. Chứ không phải là... Thế nên anh phải nhớ rằng là ông Đạt có đang rồi. Cứ qua để lấy đó. Nó phải vào trang của ông đọc lại. Đấy, chứ không phải là... Vâng. Hai bác đứng lên đi ạ. Ngồi đứng lên thì ngồi. Đây, đứng. Anh là con dân chính này. Một đường là dân chính gốc, một đường là con rể. Cháu phải quay cái kia cho cháu. Đây. Đấy, thế nên là thật sự là rất muốn, nhưng nhiều khi là đánh dấu để đấy, nhớ là bác Lâm là có đang rể đấy á. Sao em ấy qua không để có thời gian tao phải làm đấy, ta chỉ là như thế, không có thời gian để ngồi. Gần như là làm những gì mà có cái bài bác để bác Lâm tổng hợp cái ngày á. Em bảo là bình thường gốc thì không được hàng đầu chính thời gian để cái khi mình bình thì mình phải hiểu rõ được không, sau đó mình bình được cái hồ lô cái quyền đấy là quyền chính gốc là người đấy, nhưng mà đẻ ra ở đây mà tình làm sao? À vâng đấy. Em bảo em sẽ viết một bài. Sống hoa nhiều. Và chưa có thời gian để đọc kỹ hết. Ông bà biết hiểu hết được từng đấy để. Sống hoa. Em vẫn lật bát cái đó. Em chưa làm được. Bố còn làm gì mà? Ông bà. Đúng rồi. Ông em đọc quá rồi. Chỉ đã đọc qua. Chứ còn đọc để mà thấm hết nội dung của bác là phải đọc kỹ. Đây, cháu để dành cho bác lên rồi. Đâu? Đấy. Cái. Đây, xin lỗi anh bà.